cho các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thổi bài độ ta không độ nàng bằng 6 bầu. Với 6 bầu thì nó rất dễ thổi, nhưng mà nó có cái nốt đằng sau này này, khiến cho các bạn hơi khó tập theo mình một chút. Các bạn để ý kỹ một chút nhé. Thì ở đây mình sẽ thổi thật chậm một lượt của cái bài này. Đây, các bạn nhớ là cái nốt đằng sau nhé. Đây, Phật ở trên kia cao quá này. Mở nốt đằng sau và lấy nốt đây, đó. Mãi mãi là các bạn mở nốt này nhé. Đây. Mãi mãi này, không này. Trần hôm nay xa quá nhé. Sáo bầu mà mình gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip và chúc các bạn thổi sáo thật là hay nhé. Bye bye các bạn.